Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin gọi tướng quân đội hăng máu vịt, Tổng Bí thư nói chỉ tướng công an phần tử xấu, chủ tịch bàn. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến sự xuất hiện của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 khi ông tiếp xúc cử tri tại Hà Nội. Và tại đây ông đã có những phát ngôn rất để lại những ấn tượng có lẽ không tốt đối với lực lượng quân đội cũng như lực lượng công an và những cái người nghiên cứu về Biển Đông. Và sau hơn 3 tháng im lặng hôm 15 tháng 10 và phát biểu về Biển Đông trong cuộc gặp cử tri ở Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dường như đã ám chỉ các tướng lĩnh quân đội và công an như những con vịt khi ông nói như sau. Và đây là trích nguyên văn lời ông nói tại cuộc gặp cử tri này. Xảy ra chiến tranh liệu chúng ta có thời gian để họp thế này hay không? Có thời gian lo chống tham nhũng hay không? Hay trong và ngoài lại câu kết với nhau để chống chúng ta? Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở như vậy. Trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý mọi người cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với thông tin của các phần tử luận điệu xuyên tạc. Đừng mắc mưu đôi khi lại hỏng việc. Không phải cứ nói mạnh, hăng máu vịt là được. Chúng ta rất cương quyết và khôn khéo. Đừng nghĩ một mặt để cho các phần tử xấu kích động, gây chia rẽ giữa lãnh đạo và nhân dân. Cứ nghĩ lãnh đạo hèn, nhu nhược thì đất nước này sẽ đi đến đâu? Làm sao để đất nước yên bình và giữ được độc lập, chủ quyền, thế mới là giỏi. Và quan trọng nhất trong cái dòng mà ông ta nói với cử tri ở đây thì không phải cứ hăng máu vịt là được. Đây là cái điều mà rất đặc biệt của một người Tổng Bí thư đã nói rất rõ ràng như vậy với cử tri của mình. Và điều đó có lẽ các tướng lĩnh công an, quân đội và những nhà nghiên cứu trong thời gian vừa qua với cuộc gặp trong cái hội thảo về Biển Đông, về bãi tư chính tại Hà Nội thì những cái người này đã phát biểu rất nhiều và có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đã rất khó chịu về điều đó. Và đây là một phát biểu mà của một người mà các bạn cũng chắc đã biết và chúng tôi xin giới thiệu để các bạn cùng xem lại. Và tọa đàm khoa học, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an phát biểu thông tin rất đáng chú ý về yêu cầu của Trung Quốc trong một cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam như sau. Theo tướng Cương, sau khi Tòa trọng tài quốc tế tuyên Trung Quốc thua kiện Philippines, phán quyết PCA 2016, Trung Quốc cử cán bộ sang làm việc với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và thực hiện 5 không như sau. Thứ nhất, không được ủng hộ phán quyết trọng tài. Thứ hai, không được đưa ra ASEAN bàn thảo liên quan về vấn đề Biển Đông. Thứ ba, trong đa phương quốc tế, Việt Nam không đưa phán quyết này ra. Thứ tư, trong đàm phán Việt-Trung, Việt Nam không đưa vấn đề này ra. Thứ năm, các đồng chí không được kiện Trung Quốc. Tướng Cương nói thêm, tuy nhiên theo tôi biết, không có đồng chí lãnh đạo Việt Nam nào nói không kiện. Hiện nay vẫn chuẩn bị đầy đủ, nhưng theo tôi thì cấp trên kiện lúc nào hoặc có lúc nào phản ứng sẽ thích hợp. Và đây là cái điều chia sẻ mà có lẽ với tướng Lê Mã Lương, anh hùng quân đội nhân dân Việt Nam và nhiều người khác đã có những cái tiếng nói phản biện rất rõ ràng và cụ thể trước cái sự an nguy của chủ quyền đất nước. Và nói về mặt lĩnh vực quân sự cũng như bảo vệ chủ quyền đất nước thì ông Nguyễn Phú Trọng chưa từng đi bộ đội ngày nào. Và chúng ta có thể chứng kiến trong cái bản tin đăng về lý lịch của ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta thấy rất rõ. Từ năm 1957 đến năm 1963, Nguyễn Phú Trọng học trường cấp 2 rồi cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, đóng tại huyện Gia Lâm, nay là quận Long Biên, Hà Nội. Năm 1963, ông học khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ năm 1965 đến năm 1967, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sơ tán lên huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái, nay là Thái Nguyên. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân văn chương, tức là một người văn. Tháng 8 năm 1973, Nguyễn Phú Trọng được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Nghiên cứu Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 9 năm 1981, Nguyễn Phú Trọng được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ khoa học chính trị tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô cho đến tháng 8 năm 1983. Luận văn của ông viết về chủ đề xây dựng đảng có nhan đề các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ với quần chúng trong giai đoạn hiện nay dựa trên kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô. Nguyễn Phú Trọng bảo vệ luận án phó tiến sĩ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô vào ngày 19 tháng 5 năm 1983. Năm 1992, Nguyễn Phú Trọng được phong hàm phó giáo sư và 10 năm sau, năm 2002, ông được phong hàm giáo sư. Đây là tất cả những quá trình của ông trong quá trình học cũng như phấn đấu. Như vậy các bạn thấy rất rõ, ông cũng không qua bất cứ một kinh nghiệm nào về trường lớp, về quân đội
và đặc biệt là ông không đi nghĩa vụ quân sự trong thời gian đó khi đất nước đang chiến tranh. Và chính vì chưa từng cầm súng chiến đấu chống quân bành trướng xâm lược Bắc Kinh nên ông coi các vị quân nhân, những tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam và các cán bộ tướng lĩnh công an khi họ thể hiện thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, nếu phải đổ máu thì cũng chỉ như máu vịt mà thôi. Và điều đó ông nói rất rõ trong cái tuyên bố của ông vào hôm 15 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng chưa từng biết đến hàng trăm chiến sĩ công an nhân dân đã hy sinh để bảo vệ biên giới phía Bắc, chống lại sự xâm lược của bành trướng Bắc Kinh vào năm 1979. Mà hình ảnh chúng tôi xin chia sẻ, đây là người chiến sĩ đầu tiên đã hy sinh tại mặt trận 1979 chống Trung Quốc xâm lược, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Đình Trinh. Và xin tiết lộ là anh cũng là quê ở Thanh Hóa và tôi cũng là quê ở Thanh Hóa, thì đây cũng là một sự trùng lập. Và sau thời gian huấn luyện tại Triệu Sơn, Lê Đình Trinh được biên chế vào đại đội 6 tiểu đoàn 2 trung đoàn 12 Bộ Tư lệnh Công an Vũ trang Nhân dân, nay là Bộ đội Biên phòng. Đơn vị của Lê Đình Trinh được điều động vào chiến trường Tây Nam chiến đấu chống quân Pol Pot xâm lược biên giới. Vào năm 1978, đơn vị của Lê Đình Trinh được điều động lên bảo vệ biên giới phía Bắc. Ngày 25 tháng 8 năm 1978, quân xâm lược Trung Quốc vượt biên sang Việt Nam, hành hung cán bộ, phụ nữ và nhân dân địa phương. Lê Đình Trinh lúc bấy giờ là tiểu đội trưởng tiểu đội 2, đại đội 6, trung đoàn 12 ở dưới chân núi trên đèo Phù Hèo Hào đã cùng với đồng đội anh dũng chiến đấu chống lại kẻ thù. Lê Đình Trinh đã đánh gục hàng chục kẻ địch nhưng cuối cùng đã hy sinh khi mới 18 tuổi. Và đây là hình ảnh của chiến sĩ công an nhân dân Lê Đình Trinh, người đầu tiên đã hy sinh ở biên giới phía Bắc vào năm 1978-79 và là một trong những người có công, và hàng trăm chiến sĩ như vậy đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Và cũng có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã quên các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tại đảo Cạc Ma, nơi đây mà đang còn ghi rất nhiều dấu ấn. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ, là sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, quân xâm lược Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Cạc Ma thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong cuộc khảo sát thảm sát ở đảo Cạc Ma do Trung Quốc gây ra, Việt Nam thiệt hại 3 tàu vận tải, 64 chiến sĩ hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương. Sau trận Cạc Ma, các chiến sĩ hải quân Việt Nam tiếp tục chiến đấu dũng cảm, cương quyết đấu tranh để giữ lại đảo Cô Linh và Lendao, buộc quân xâm lược Trung Quốc phải lùi bước. Lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã được giữ tung bay trên đảo Cô Linh và Lendao cho đến ngày nay sau những nỗ lực chiến đấu bảo vệ của quân và dân ta. Đây là thông tin và đây là hình ảnh của cụ Hà Thị Liên, 87 tuổi, từ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, bên di ảnh con trai là liệt sĩ Đào Kim Cương. Vâng, đây là những người chiến sĩ đã hy sinh. Và sự mất mát lớn nhất là tính mạng của hàng trăm ngàn người dân Việt Nam, bao gồm phụ nữ, người già, trẻ em đã bị quân Trung Quốc giết hại trong các cuộc tấn công càn quét các tỉnh biên giới phía Bắc vào năm 1979. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ, được đăng trên tải trên những thông tin truyền thông ở trong nước. Ký ức đau thương tháng 2 năm 1979, quân xâm lược Trung Quốc thảm sát man dợ Tổng Trúc. Gần 40 năm sau vụ thảm sát man dợ của những tên lính xâm lược Trung Quốc ở Tổng Trúc, Cao Bằng, những ký ức đau thương vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của những người đã chứng kiến. Và đây hình ảnh các bạn thấy rất rõ, lính Trung Quốc đánh sang Việt Nam đã dùng chính sách ba diệt để khủng bố, đó là giết những cán bộ nhà nước, những người già, trẻ em không kịp chạy trốn hay thả thuốc độc xuống nguồn nước. Mục đích của chúng là không để cho bất cứ ai có thể quay trở về biên giới sinh sống được như trước. Chỉ có một mỏ nước cuối cuộc bản là không bị bỏ thuốc độc nhưng cũng bị quân xâm lược đẩy cái cối giã gạo bằng đá to lăn xuống đè ngay dưới mạch nước nguồn. Đợt ấy, ông Bàn cùng với những người còn sống sót quay trở về dùng xà beng hì hục cậy mãi cái cối đá ấy mới mở ra được một chút. Nước chảy nhưng có mùi lạ, mọi người mới kinh hoàng phát hiện dưới cái cối xay là một xác một người chết. Có lẽ gặp lúc hết thuốc độc để giải xuống khi phát hiện cái mỏ nước nên chúng đã tiêu diệt nguồn nước của dân bản bằng cách các phương án rất man dợ đó, tức là đưa xác người xuống để chết thối ở dưới cái vùng nước đó và người dân không thể uống được. Thì đây là một trong những cái minh chứng rất rõ ràng và cụ thể được đăng bạn tải công khai ở trong nước về cái tội ác của Trung Quốc đối với cả người dân Việt Nam, và cái việc ô nhiễm nguồn nước thì các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian hiện nay tại Hà Nội cũng đã bị ô nhiễm, và đấy là cũng Bộ Công an cũng nên điều tra kỹ và liệu có liên quan đến những vấn đề này không. Và tất nhiên với trình độ học vấn phó tiến sĩ xây dựng đảng, học chưa đủ chương trình tại Liên Xô từ những năm 80, tức là ông Nguyễn Phú Trọng thực ra mới học được 23 tháng trên tổng số 36 tháng cần thiết để hoàn thành luận án phó tiến sĩ, nhưng được 23 tháng thì ông đã về nước. Thì gần như kiến thức đó không thể dùng được vào việc gì cho cuộc sống ngày nay, vì chủ nghĩa cộng sản
chế độ xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô đã sụp đổ từ lâu. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ, được đăng tải trên rất nhiều trang truyền thông quốc tế. Liên Xô bất ngờ sụp đổ trước sự ngỡ ngàng của thế giới. Nhiều người đã ngỡ ngàng khi Liên Xô, cường quốc quân sự kinh tế hàng đầu với mức độ ổn định nội bộ cao, lại bất ngờ sụp đổ một cách rất nhanh chóng. Đây là hình ảnh ông Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng thống Liên Xô trên đài truyền hình vào ngày 25 tháng 12 năm 1991. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1991, bản tin buổi tối trên truyền hình Nga bắt đầu với sự thông báo đặc biệt: chào buổi tối, đây là chương trình thời sự Liên Xô không còn tồn tại. Ngày Giáng sinh năm 1991, quốc kỳ Liên Xô tung bay lần cuối trên nóc điện Kremlin, Moscow. Ngày 25 tháng 12, Mikhail Gorbachev tuyên bố từ chức Tổng thống Liên Xô, và tối hôm đó lá cờ Liên Xô, Xô Viết tại điện Kremlin bị kéo xuống và thay vào đó là quốc kỳ Nga. Tất cả các thể chế Liên Xô ngừng vận hành vào cuối tháng 12 năm 1991. Và đây là cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng đã từng học, và cái thể chế cộng sản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa ở đây đã sụp đổ từ lâu. Nơi chính ông học thì có lẽ ông suy nghĩ lại và không nên áp dụng cái điều đó, bắt buộc 90 triệu người dân Việt Nam phải đi theo khi mà nó không thể tồn tại được. Và thực tế đã chứng minh rất rõ điều đó. Và với nhận thức như vậy thì tất nhiên ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể đưa ra đối sách rất yếu ớt về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền mà thôi. Và điều đó các bạn có thể chứng kiến trong cuộc họp gặp cử tri hôm 15 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội. Ông đã nói: chưa có thời kỳ nào đất nước ta có không khí ổn định tốt thế này, phải giữ nó, lấy nó chứ. Chỉ có một số phần tử cố tình kích động ra vẻ ta là anh hùng, ta yêu nước, còn lại không yêu nước, vô trách nhiệm à. Thế đây là chia sẻ của ông Nguyễn Phú Trọng. Và đương nhiên cái việc đó đã diễn ra khá muộn, tức là hơn 3 tháng sau khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam bằng cách đưa tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu Hồ Tống xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, thì ông Nguyễn Phú Trọng mới xuất hiện và nói những cái điều như vậy. Nhưng nó vẫn không thỏa mãn và không đáp ứng được yêu cầu của người dân cũng như nguyện vọng của đất nước trong lúc này, đó là cần một cái sự rõ ràng, cụ thể hơn nữa, chi tiết hơn nữa. Và hậu quả là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm rất rõ cái phản ứng nhẹ nhàng của ông, nên họ vẫn tiếp tục giúp ông Nguyễn Phú Trọng đưa cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sang Trung Quốc dạy chống tham nhũng. Bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng, các bạn đã biết, lò đã cháy và ông đốt lò, thì ông rất cần chống tham nhũng và ông chỉ muốn chống tham nhũng mà thôi. Chứ ông, cái vấn đề chủ quyền với ông thì có lẽ không quan trọng bằng vấn đề chống tham nhũng. Cho nên Trung Quốc vẫn tiếp tục mời cán bộ Việt Nam sang để học cách chống tham nhũng. Và đây cũng là con bài mà Trung Quốc có thể sử dụng những cán bộ này và sử dụng cái đường phương pháp này để triệt hạ những cái người mà họ không muốn. Và cũng qua đây cũng có thể họ sẽ cung cấp những nguồn tin tình báo về các đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng để cho ông có thể triệt hạ họ. Và đây là điều mà các bạn và những người dân trong nước nên để ý và cảnh giác, và cũng như là các chính khách, những nhà chính trị, các hoạt động của Việt Nam trong Đảng Cộng sản cũng cần phải lưu ý điều này. Và đây là hình ảnh rất cụ thể và chi tiết báo Pháp Luật hôm 15 tháng 10 năm 2019 vừa loan tin Việt Nam cử 36 cán bộ sang Trung Quốc đi học. Tức là giữa cái lúc căng thẳng biển đảo, giữa cái lúc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, thì ông Nguyễn Phú Trọng không chỉ thẳng Trung Quốc, nhưng ông lại cử 36 người này sang Trung Quốc để tiếp tục đi học. Và cử đoàn cán bộ sang Trung Quốc nghiên cứu về phòng chống tham nhũng. Đoàn cán bộ cấp cao, cấp vụ của Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tìm hiểu việc công khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ và thu hồi tài sản tham nhũng. Ban tổ chức Trung ương vừa có thông báo về việc cử cán bộ đi nghiên cứu khảo sát tại Trung Quốc. Đây là cái nơi mà ông Phạm Minh Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương đang phụ trách. Và đây là chương trình mà ông đã thực hiện. Theo đó, thực hiện theo kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020, đơn vị tổ chức đoàn cán bộ cấp vụ đi nghiên cứu khảo sát tại Trung Quốc về kinh nghiệm của Trung Quốc trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả. Theo đó, đoàn sẽ có 36 cán bộ tập trung nghiên cứu về các nội dung về tình hình chống tham nhũng hiện nay ở Trung Quốc, công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, pháp quy phòng chống tham nhũng và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp hoạt động lĩnh vực hiệu quả. Thì đây là sang Trung Quốc để học như vậy. Và bên cạnh đó, đoàn sẽ nghiên cứu hệ thống cơ quan phòng chống tham nhũng của Trung Quốc, mô hình thí điểm ủy ban giám sát một số địa phương, xây dựng cơ chế giám sát việc vận hành quyền lực để phòng chống tham nhũng. Cùng đó, đoàn cũng tìm hiểu việc công khai minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ và thu hồi tài sản tham nhũng, đồng thời nghiên cứu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, quá trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để vào công tác tham nhũng của Trung Quốc. Và thời gian nghiên cứu là 10 ngày, từ ngày
từ mùng 5 đến ngày 14 tháng 11 năm 2019, kinh phí do Trung Quốc đài thọ. Đấy, thì đây là bài báo này, và các bạn cũng có thể tìm hiểu, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cái đường link bài báo này để các bạn cùng biết. Như vậy là mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng một mặt gặp cử tri thì có vẻ lên tiếng phản đối những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông nhưng không nói rõ Trung Quốc, nhưng mặt khác thì ông đã cử một đoàn 36 người sang Trung Quốc để học phòng chống tham nhũng, và nơi cơ quan đó là cơ quan cấp cao hàng đầu của Đảng Cộng sản, đó là Ban Tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính đứng đầu. Và Trung Quốc thì đang tận hưởng thành quả nhu nhược này từ ban lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Họ tiếp tục đưa tàu vào thăm dò và khảo sát ngày càng sâu và lâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà không gặp bất cứ trở ngại đáng kể nào. Và hình ảnh chúng tôi xin chia sẻ mới nhất là ngày hôm nay, đó là nhà nghiên cứu Phạm Minh Thắng đã đưa lên trang tweet của mình. Sáng sớm hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2019, tàu Hải Dương 8 vừa hoàn tất đường khảo sát thứ 16 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 17 thuộc khu vực khảo sát 4. Tức là đây là lần thứ tư tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt 3 tháng qua. Quá nửa đêm, rạng sáng hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2019, lúc 0 giờ 26 phút giờ Việt Nam, tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 16 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 17. Thì như vậy là cái theo dõi này rất kỹ, rất chắc. Đường khảo sát thứ 17 nằm tại vĩ tuyến 13 và ở vị trí ngang với Hòn Nước, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, đường khảo sát mới sát với đường khảo sát cũ, tức là đường 16, khoảng cách giữa đường 17 và 16 chỉ có khoảng 9,2 hải lý, tức là khoảng 17 km mà thôi. Trong khi đó, khoảng cách giữa đường 16 và 15 là 17,7 hải lý, khoảng 32,8 km. Hải Dương 8 thực hiện hiện đang di chuyển với tốc độ trung bình khoảng 5 hải lý một giờ, tức là 9,26 km một giờ. Thì đây là cái đường, với cái đường đi như thế này và chúng tôi đưa sát lại thì các bạn thấy rất rõ rằng Trung Quốc dường như không gặp bất cứ một trở ngại nào từ phía lực lượng chấp pháp Việt Nam cũng như Hải quân Việt Nam. Và đương nhiên với phát biểu của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian vừa qua, ông chỉ muốn ổn định, ông muốn yên ổn để tiếp tục được họp và chống tham nhũng, thì Trung Quốc sẽ lợi thế rất nhiều trên Biển Đông. Và khi người đứng đầu Đảng và Nhà nước như Nguyễn Phú Trọng không đưa ra những mệnh lệnh, không đưa ra những quan điểm rõ ràng và chỉ rõ Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, thì đương nhiên Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới và sẽ còn có những biện pháp cụ thể hơn, và có thể họ sẽ kéo giàn khoan vào để khoan thăm dò trong thời gian tới. Và trên bình diện quốc tế thì Trung Quốc cũng yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền của họ trên Biển Đông tại khu vực bãi Tư Chính. Và cụ thể nhất mà chúng tôi xin công bố, đây là cái thông tin mới nhất, là Trung Quốc kêu gọi Việt Nam đối thoại về Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Trung Quốc Cảnh Sảng đã nói: Bắc Kinh kêu gọi Hà Nội đối thoại hòa bình để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông sau khi Việt Nam đẩy mạnh lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Báo Zhuge China Morning Post, tức là bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo vào hôm thứ Tư vừa qua, ngày 16 tháng 10, rằng chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục giải quyết tranh chấp trên biển thông qua đối thoại và đàm phán để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông thông qua các hành động thiết thực. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy, và thông tin này thì các bạn chưa được biết, báo chí trong nước chưa đăng, và có thậm chí không đăng, hoặc có thể đăng mà không đầy đủ. Thì các bạn nên tham khảo ở những trang truyền thông quốc tế như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đài AFI, EFA, Thời báo DE và một số trang báo độc lập khác ở nước ngoài thì mới có thể biết được những thông tin này. Và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link gốc của bài báo này trên trang Thời báo DE cũng như tweet và YouTube của Thời báo DE và Facebook để các bạn có thể tự tham khảo thêm. Với những động thái trên, để tránh một thời kỳ bắc thuộc mới cho cả một dân tộc anh hùng với trên 90 triệu người dân, thì có lẽ các chiến sĩ, tướng lĩnh, quân đội nhân dân Việt Nam và công an đã biết cần phải làm gì với ông Nguyễn Phú Trọng và nên sớm đưa ra phương án thực hiện phù hợp nhất. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới, và các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận để chúng tôi có thể phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và với nội dung trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.